Nữ streamer xinh đẹp và sexy Lily Suri vừa trở thành cast mới của Liên Quân Mobile để đồng hành cùng MC Phương Thảo và sẽ trở thành bông hồng hứa hẹn trong làng eSports Liên Quân Mobile. Cách đây vài tháng, nữ streamer Lily Suri từng chia sẻ tin nhắn với WeBopper và úp mở về việc trở thành cast mới của Liên Quân Mobile. Thế nhưng, mãi đến hiện tại, cô nàng mới chính thức trở thành cast mới và sánh vai cùng các caster nổi tiếng như WeBopper, Tùng Quả Mi. Lily Suri, tên thật là Nguyễn Thị Hương Ly, là một streamer xinh đẹp với 3 năm kinh nghiệm trong cộng đồng Liên Quân Mobile. Bên cạnh đó, Lily Suri từng trải qua khá nhiều sóng gió trong cả cuộc sống và sự nghiệp. Vậy nên, nhiều fan cho rằng cô sẽ là một caster bản lĩnh để xử lý những tình huống trên bàn bình luận. Mặt khác, cũng có fan cho rằng lần đầu làm cast đã phải bình luận giải đấu quốc tế AEC 2021 là một thử thách không dễ đối với Lily Suri. Đến chính cô nàng cũng than thở như vậy trên livestream cá nhân. Trong buổi ghi hình vừa qua, nữ streamer này cũng đã dần làm quen với các đồng nghiệp như MC Phương Thảo và caster Hoàng Sơn. Gần đây, nữ streamer Lily Suri đang theo đuổi phong cách gợi cảm nên cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh cực kỳ sexy của mình lên mạng xã hội.